Tại sao con được sinh ra ở Cao Sơn nhưng trong giấy khai sinh lại là ở thành phố hả mẹ? Hôm nay tình cờ gặp lại cô y tá ngày xưa, không hiểu thế nào cô vẫn nhận ra con bé. Lẽ ra mình không nên giấu con bé chuyện đó thì phải. Nhưng mà em muốn quên. Mời cô ăn sáng ạ. Cô Giang xuống ăn sáng. Vâng ạ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ mệt ạ? Mẹ không sao? Hình như mẹ bị mất ngủ. Có chuyện gì hả mẹ? Không có chuyện gì đâu. Con sáng đi. Có phải vì chuyện khai sinh của con đúng không ạ? Chuyện đó có bình thường thôi. Có gì đâu mà mất ngủ chứ. Con nói rõ ràng rồi đấy ạ. Con thấy chuyện đấy không bình thường. Vì nếu bình thường, bố mẹ đã không giấu con ạ. Mẹ không giấu, chỉ là quên thôi. Con chưa hiểu được à? Nơi con được sinh ra, nơi mà mẹ suýt mất mạng, có thể dễ dàng quên được như thế hả mẹ? Trừ khi mẹ cố tình muốn quên ạ. Giang, mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn học, bây giờ con vặn vẹo mẹ như thế à? Dạ. Mẹ nói quên là quên, thế thôi. Mẹ. You got me chìm sâu. I am a go. Chi ơi anh không muốn mắt em lè hoen bờ mi. Hoàng ơi. Cái gì? Cần gì? Cả đêm hôm qua em chạy deadline rồi. Sáng anh phải cho em giải trí một tí đi chứ. Ô giải trí á? Muốn giải trí thì nghe anh hát là đúng bài rồi còn gì nữa. Này ngày xưa nếu mà không đi học kiến trúc là anh theo rap Việt đấy. Có khi được giải quán quân đấy. Anh cứ ngồi nói phét đi nhá. Sao lại bảo anh nói phét? Này một thời đam mê của anh ấy. Chẳng qua là tại vì sếp Hiệp sếp không thích hát cho nên lâu anh không được chủ tài thôi.